Người tình trên chiến trận 2. Bài này mời kép. Ok, con hát kép cho má. Ok má. Nghe hơi nhỏ nhỉ. Chị kép bao chót hả? Ok chị.
Đợi em xíu nha, lại tới lượt mà anh chạy mất tiêu. Vậy là
Kẻ đã cướp mất của anh một đứa em, chung sống trọn thời thơ ấu. Trời ơi, không biết cái cao độ gì nữa, để nghe lại. Còn anh lại phải cúi đầu buồn bã với tương lai. Anh sợ rằng em dại khờ với người ta, khi hối tiếc ăn năn. Nhàn biết rồi mà nó thấp quá. Anh khuyên em nên suy nghĩ cạn cùng. Tình yêu là cám bẫy khôn. Khó quá, lên cũng được mà xuống không xong. Hát kép mà cái điệu này khó hát quá. Giang lời khuyên của ông tôi nghe như một cụ già đang dạy đứa bé lên 10. Tập tành đọc sách thánh nhân. Rồi đây anh sẽ làm người tiễn đưa, đứng nhìn con đò xưa tách rời bến cũ, bỏ lại nơi đây dòng sông xưa bàn bạc màu trắng eo rủ cho khách sang sông chờ đợi đến. Lên bờ xuống ruộng luôn. Hát cái bài này hóc xương quá trời. Anh sợ tiếng rồi sẽ thương nhớ ngập ngùi. Anh sợ mất em, mất kỷ niệm thời thơ ấu mà chúng mình đã cùng sống bên nhau. Thiên Kiều ơi, anh thương em và chỉ nghĩ đến em. Chỉ có em là em gái. Anh sợ rồi đây cuộc đời em sẽ khổ khi em đã dấn thân vào chốn tình trường. Cái bài này hát kép khó hát thiệt. Em biết và em đã bằng lòng. Em không nghĩ đến tương lai. Nếu một mai rồi em sẽ khổ, em sẽ cúi lòng chấp nhận cho mình. Thiên Kiều ơi, em đã yêu và bằng lòng chịu khổ, nhưng anh không thể thản nhiên nhìn người ta gieo khổ cho em. Dù rằng anh đã tự làm khổ thân anh khi cố tình dựng lên một thiên đường trong mộng, nhưng trời ơi, mộng đã bay cao nhạt nhòa sương khói, và chỉ còn lại đây một khoảng trống lạnh lùng. Không biết rồi đây còn lại gì không, hay sẽ mất tất cả những gì anh ao ước. Cho mùa xuân ngủ yên ngoài chân trời xa vắng, cho anh một mình ôm lấy nỗi cô đơn.
Cảm ơn cả nhà đã cố gắng lắng nghe. Cảm ơn má Ngọc Bộ đã vào đường dây song ca của con gái. Bài hát hay mà con gái hát chưa tốt, má thông cảm cho con nha. Hay quá trời má ơi. Tiếp theo mời chị gái Đoàn Em. Sau đó đến anh trai Đức Tuyết, rồi đến anh trai Linh Vĩnh nhé. Các anh đợi em xíu ạ. Anh Đức Tuyết vào từ đầu live rồi. Anh Linh Vĩnh đợi em xíu nha. Em mời chị gái Đoàn Em nha. Chị gái Cần Thơ đấy. Đoàn Em 66.